giật nó, cô Tố nó chết mà nó không chết. Nhiều khi cô nói thôi đi, mày chết thì cho mày khỏe thân mày, còn với tao cũng khỏe nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Tiền Giang để cùng theo chân với lại chị Năm. Thì hôm nay chị thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và muốn giới thiệu với Bùi Hồ để các mạnh thường quân có thể liên hệ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của cô này. Cái hoàn cảnh sau này ở đây sao hả chị Năm? Cái hoàn cảnh á. Dạ. Không có đất đai gì hết. Dạ. Đường đi khó khăn quá ta. Ôi. Ủa, cái giường mít này của ai chị? Chứ không phải cô chủ nhà này hả? Ở đầu ha. Ừ. Ôi sâu hun hút. Sâu hun hút này không ai biết được. Gắn chạy đi. Ôi. Nhà của cô hai đây hả? Cái nhà này là của cô cất ở từ thiện cất cho ha. Dạ. Là bốn vách là tôn đó là cô hai. Tự dừng tự làm luôn. Dạ. Còn đang ở đây nè. Còn cái nhà đó của thằng trai. Ờ. Cô ở đây hả? Dạ, bắt đèn là lên đường có ai hả? Hả? Nhà mình nền đất hả? Nền đất con. À, em nó giật á. Rồi người ta nói thôi người ta chán xi măng thì em nó giật bể đầu. Trời. Nó giật nó dữ lắm. Đó. Ừ. Nè, cô hai năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô hai 68. Ừ. Em này là bị bà bãi não á. Nó ngồi vậy nó ỉa lũng đâu biết gì đâu. Ừ. Nó không có nói chuyện được. 30 rồi, ba mấy tuổi rồi đó. Đau hồn mất mấy tháng cô khổ. Dạ cô. Ờ, khổ dữ lắm. Dạ. Nó ỉa đái luôn cô không biết. Nó không biết gì trơn á. Người con thứ mấy của cô? Hả? Ừ. Anh em này là người con thứ mấy của cô? Út rồi đó. Sao đứa. Mà nó lãnh Út, nó Út. Ba trai, ba gái. Năm nay bao nhiêu rồi cô nha? Nó sinh hồi 9, năm 89 hay gì đó. 30, 31 chị không biết. Ừ. Nữa. Mẹ. Là 30 mấy năm nay là cô nuôi không hả? Thì cô nuôi chứ ai nuôi. Còn con ngồi xích qua đây đi con cho con nhà, sao? Nhà nó có vợ có chồng hết trơn. Còn nhờ mấy ổng cho gạo. Còn đất vườn ở ngoài trước con đi vô là của ai? Của người ta. Cô có những cái nằm nhà này đi ra đó mấy cái mít mua. Mấy đứa cháu nó cho mấy chục cái mít trồng bậy nó có hơn nữa không đất. Cái nằm nhà này của thiện đồ cho không. Cô ăn uống làm sao? Cô hả? Cô thì hai cái này. Cái đấy nè. Nó gì bị khớp đó con. Dạ. Nó khớp này do cô nè. Ừ. Uống thuốc không con ơi. Chứ không thôi nó đọc. Cô ăn uống ở đâu? Ăn uống lên đó nóng giờ trời, mà trời quá trời. Mưa giờ nó không được. Ừ. Rồi mấy nhỏ nó mấy con cháu nó cho cái nồi cơm điện. Nấu cơm điện rồi cái thằng trai nó có nhà thì nó có bếp ga, cô cá cô không biết nấu bếp ga nó phải cái cô khổ vậy. Ừ. Chào anh nha. Vậy đó gì đây luôn hả cô? Ừ, nó thấy còn cắn tức nó không được cắn tay chừng còn thôi nha cô ha. À? Thôi nha. À, khổ lắm. Cái nền gạch mình nỉa đáy nó cái thấm nó hả? Đáy khai cũng chết vậy đó con ơi bởi vậy mấy ông mới nói giờ đó cô ở mình cô với nó thì cô làm mẹ cô pha gán chứ bây giờ bỏ ai cô đi đâu rồi chị nó ỉa trời ơi con mệt cái con mệt luôn cô không có ăn cơm được cô mệt cô phòng lớn tuổi luôn rồi bây giờ cắn nó nhất đó vậy nó không biết gì chơi với con nó trụ hết bên đó con. Là cứ tối ngày ngồi giỏng vậy thôi hả cô? Ngồi giỏng vậy đó, tối bằng đêm khi ngủ được khi không được nha. Đưa đứt dây giỏng luôn, té tao là mặt mày máu mũ đầu cổ. Dạ. Đấy,
gì rồi đứng dậy được, có khi đứng dậy đá, có khi ngồi dậy đá luôn, còn ỉa thì không có biết nha, ỉa thì đưa dậy đó còn ngồi ỉa luôn nè. Nó con thấy vậy đó, khổ mày đó. Trời, tối cô ngủ đâu? Cô khi cô lên khoảng một chiều không nổi, cái cô trốn nó cái như này, cái nó đập toàn, nó đập rồi. Cái bà bên này nè, bà cũng già, bà nói trời ơi bà làm sao cho nó đập qua, tôi cũng già tôi ngủ không được. Tôi nói chị thông cảm đi, tại vì nó khôn mà nó làm thì chị nói nó khùng mà tôi đâu có biết đâu giờ. Còn cái cô nó đây cô nằm thì nhiều khi cô bệnh con ơi, mắt nó với cô bệnh nó quậy rồi. Cái rồi tối là em này ngủ đây, tên gì hay cô em này tên gì? Nhật, Minh Nhật. Minh Nhật ha. Là tối là cô ginh lên đây hả? Đó nó đưa dẫm, nó còn đi được cái giò à, nó xếp chỗ nó đi được, đi mà đi trên đi xuống vậy được. Còn cái nó đi lên đây cái nó trùng vô hầu cái nó trùng ra. Đi được hả cô? Được. Mà nó ỉa đái nó không có biết nói. Ừ. Nó đi cả xếp xếp này nè để con dẫm nó xuống con coi. Nó đi được mà nó nói không có được. Cũng như chỗ cái tay này là từ nhỏ từ hồi bệnh tới giờ không có lấy được. Đứng xuống con giò cắn đi nè, con thấy này dính xùm lớp quần áo đó mày thấy. Đứng xuống cho anh coi đi coi. Trời ơi. Nhảy mũi rồi kìa, xì rồi đó. Đẹp trai đấy con thấy à, đẹp trai. Là tự đi được hả cô? Được, xích xích được mà không có nói, không có ỉa đó, không có biết gì chân á. Ừ. Giờ đây xích ra đó nghe, chứ không có đi đâu xa được. Cô đi lên là anh em là em cứ đập toan suốt. Hả? Cứ vừa vỗ vừa toan suốt hả? Không, nó kiếm cô. Kiếm cô. Không có, nó vỗ cái bà bên này. Bà làm nó vỗ sáng đêm tôi ngủ không được. Mặt cô xuống như nó cũng có ngủ, nó trung ra trung vô hoài, nó đưa dẫm. Có lúc nó, con nó giật cái đầu nó nè, người ta nói trên não này nè. Rồi nó giật nó, cô tốn nó chết mà nó không chết. Nhiều khi cô nói thôi đi, mày chết thì cho mày khỏe thân mày, còn với tao cũng khỏe nữa. Cô biết ba mấy năm còn gì nữa, đa khoảng mấy có mấy tháng. Mấy tháng là bị giờ cô? Không, 3 tháng. Là bị sốt hay sao cô hả? Hồi đó thì nó không có nóng hùng. Rồi cô thấy nó nằm nó ngủ hoài. Cái cô nói hàng này nó dễ quá, tội nghiệp nó hen. Cái nó khoác lên con rồi nó làm gì nè. Cái nó trợn trợn nhẹ, cái cô la làng cô nói trời ơi sao kỳ cục em vậy nè bây. Chắc nó chết quá, cái người ta chạy lại người ta cạo gió rồi mất 3 tháng nè. Cái người ta nói thôi giờ kệ đi, cầu cứu nó, đổ thuốc ai biết gì đó. Kẻ thì đi hái củ xả, rồi ngồi đêm gao gác này thuốc nam rồi vậy đó. Đổ nó mà cứ trợn lên hai tay làm vậy hoài. Rồi sao cái hồi đó ở đây khổ lắm, là phải gì giờ đi ra tới lộ ngoãn đi qua tới Vĩnh Long đó. Thì tưởng nó chết rồi, bác sĩ nói bây giờ em nó còn sống rồi, bà khổ lắm mà cô không có biết cái gì nữa. Cái mấy ông á nó cho sớm bà khỏe, nó mà sống rồi bà khổ mà cô cũng không biết nữa. Tới chừng càng ngày càng biết mới biết, bác sĩ cũng nói rồi vậy. Hồi đó không biết không vậy, nó còn nó làm bập 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 vậy được mà giết rồi liệt luôn, tiêu luôn không biết. Chú còn không con? Hả? Chú còn không? Chú mất mười mấy năm rồi con, mãi trâu mãi lắm. Như mã ổng với mã bà nội của cô. Ở đây địa chỉ của mình là gì hả cô ha? Xã Thế Trung ấp 4. Cô ấp 4 xã Thế Trung. Cô có số điện thoại không? Có mà cô xài điện thoại cô không có biết chẩn. Rồi mấy đứa nhỏ nó cho cô cái cù bắp, cái nó điện hỏi mẹ khỏe không, em khỏe không, thì nói chuyện mà cô không có biết điện lại. Cô không biết gì trơn hết, ngu lắm. Không biết điện. Giờ cô con cho cô cái gì cô không có biết nữa. Tao nói mẹ trâu dở. Anh em này thì không biết nói gì luôn. Không, chỉ có đi đứng ăn uống rồi sao cô? Ăn uống giờ cô trộn cái tô mũ kìa. Mũ bị lấy gì nè. Cô trộn cá thịt vô cái con tay đó con. Cái tay đó con tay bên đây là nó múc rồi đó. Cái tay trái nó múc, cái tay mặt còn đó. Đút được, tự múc ăn được. Tự được mà. Trời ơi, có khi chó mèo nó lại ăn đâu biết đuổi gì đâu. Chó này lại nó chạm nó ăn. Nó nợ nó đưa cô ngồi đây. Còn mấy thì không, cô nói đưa đây mẹ đút cho. Cô có khi nó trứng nó quậy nó không cho đút. Là suốt ngày thành giỏng như thôi cô? Đưa hoài, có đi đâu được đâu đi. Mấy mươi năm là đưa giỏng không? Vậy đó. Còn tối thì có khi ngủ ở dưới đó, cái cô thấy mũi cắn, cái cô ẩm lên. Ẩm lên có khi ngủ được rồi có khi
đi xuống đưa dẫn hoài suốt vậy đó. Bệnh nó trời ơi, có khi đầu óc không biết thứ nhất hay sao con, nó la từ đi lên tới trên kia người ta nghe cái sáng tỏ bà hai thằng Nhật nó làm nó la dữ, nó đâu biết ai biết trong đầu óc nó ngủ không được hay gì, nó la ai biết đâu, la sớm chớn mà người ta nghe người ta quẩn. Rồi cô làm cái gì để có tiền để nuôi em? Cô má nào muốn làm cho trơn sớm điền chứ mấy ông tiền thiện nó nghe cho gạo rồi là nó lãnh lương đó con. Dạ. Tháng được 540 mấy ông cho chứ cô 270 là được 810 ngàn là tiền tiền mấy ông cho đó, mấy ông nhà nước á cao tuổi à, không có tao cũng không chưa cô mới sáu mấy chưa dạ. Cao tuổi nhưng mà gửi đích gửi khu nó à, tiền rồi, nuôi dưỡng tiền nuôi dưỡng nó 540 với cô 270 là hàng tháng mấy ông cho rồi cô mua triệu gạo cũng như tiệm người ta bán á. Dạ. Người ta bán cho cô lại rồi quen ở xóm này rồi để tôi mua bao gạo 25 kg ăn được một tháng, ngày ăn thì 1 kg có khi hết 1 kg không có khi không rồi cái bán triệu cho cô cái tới tháng cô lãnh lương cái cô trả bao này cái cô mua trả triệu bao khác rồi về xóm viện gần nè ta cho đồ ăn ta có gì ta cho ăn đồ chay để cho ăn đồ mặn rồi cho đồ mặn chứ gầm đồ lớn đó con người ta thêm gạo lên ta cho cô đây này nè to mồm chiếu tao ngủ nha đó tùm lum mất nha dạ mồm mà thì con nói mà con đánh gắt đó con dễ hạn chế lâu hết trơn rồi nghe cô Tư kể vất vả khó khăn quá đó, khó lắm thấy không chú thấy cái nên thương không đó, hai mẹ con đó dạ. Vậy bây giờ nếu như mà liên hệ với cô là liên hệ qua số điện thoại nào cô? Có điện thoại không? Bà cho số điện thoại đi ăn kêu con nhỏ nó biết tao không có biết mẹ ơi không có hai mẹ con đó nói giờ gì ở đó giờ đó ở đông quá cô hỏi nữa cái nhà tao không có chỗ mà mưa cái nhà này nhà của ông má còn nhà chứ đó là nhà riêng của em hiểu không mà đất vườn này của em như là ba ở đỡ thôi chứ anh lấy số em á thì được rồi ngặt em đi lỡ em đi làm rồi đâu có má không có số cho được hả má em có số điện thoại kìa mày đem nó xuống rồi lấy cái số của má lặng thả nhiều khi chú mới gặp bà được chứ nó điện thì má nghe chứ má không có biết điện. Rồi bây giờ số điện thoại của cô thì Bùi Hồ sẽ để lên màn hình. Và địa chỉ của cô ở đây là ấp 4 xã An Hải Trung, huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè. Huyện gì? Huyện Cái Lậy. Huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ, ở đây thì sau khi nhận Bùi Hồ thấy hoàn cảnh của cô rất là khó khăn. Thì mong mọi người có giúp đỡ được thì liên hệ với cô, trực tiếp với cô cũng được ở qua số điện thoại của Bùi Hồ để lên màn hình. Hoặc là tìm đến địa chỉ nhà của cô. Đưa cháu hỏi mà đem gạo nó cho, dạ. Cũng xin giùm cho mới nói chú nè, thấy dạ. Chú tội nghiệp quá à, chú hỏi bà đường đi vất vả bà thấy kìa, xin không mấy á. Cái cô đâu có biết cô nói, đồng ơi chừng nào mấy chú mà cho như ở dưới đó, đi xuống còn dẫn lên giùm cô. Mà thấy mấy chú kia hỏi cố định, thấy chú này cố định quá hả, dạ. Cũng mặn ơi, chứ chú này cố định tội nghiệp là có cũng như là chú hỏi là ở đây có ai người mà hơi khổ đó ấy rồi đó. Mà chú thấy đó. Cái số dưới đất này nè, 755 á. 755. Số này của cô đó hả? Cô má nhà má đó. Là số của cô là 0354906755. Rồi đúng rồi đó, số dạ, đó. Rồi. Thì có ai con điện cô mới biết chứ cô dạ. Biết được. Rồi con cảm ơn cô Tư, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi. Em về nha anh nha. Biết gì đâu con ơi. Cảm ơn nha. Nha. Vậy hết tóc ai hết? Sao em thấy cái người con khá giả quá chị? Cái người con á, cái dâu này nè, cái thằng cha, con quỷ này nè, mới cặp thằng này ghi, mới cặp thằng này về đây chứ, con ổng bảo người nào cũng nhẹ chết. Là cái chị nãy là dâu đó, em thấy có đeo vàng nữa. Đeo vàng, chị nói nè, cũng như là cặp, cũng như thằng kia nó có vợ đó thôi, vợ bà này vợ cặp. Bà thằng kia bà nói bà còn đi tùm lum á, bà đâu có lấy số của bà được hết chú nghe. Bà tùm lum hết trơn. Cũng như bà cặp với con bà, cặp với thằng trai bà. Rồi bắt đầu chú thấy cũng như là bà thì cũng khổ, rồi con bà cũng khổ, rồi thằng nhỏ này là thấy cặp mà thí dụ như phải không phải nó đi. Đi nó bỏ vậy đó. Em thấy có, tại vì em thấy có cái mảnh vườn hồi trước cũng lớn á. Mảnh vườn này của bà đó, của ông đó đó. Thằng con trai á. Còn bà thì vậy đó, như đó. Người ta rồi không có giúp được sao? Chị thấy tào lao chắc cô không có giúp được gì, bà nói khổ lắm, bà hôm chị lên là bà thấy trời ơi, bà nói chị quá trời bà khổ. Em thấy thì cô năm đó thì
Nhà thì có hai đó, nhà thì khổ. Nhưng mà thấy cái chị kia đeo vàng nhiều. Chị nãy chị lên chị cũng thấy đeo vàng nhiều, nhưng mà nó nói là em nói thiệt với chị ha. Ảnh á, em đi tới lui hoài à, ảnh khó quá em mà không có nổi. Em mới cuốn đồ tính tiền nữa. Thấy của hoàn cảnh. Để coi thì có dịp mai mốt em quay trở lại xác thực lại ha. Cảm ơn chị nha.